Bây giờ ở bản thân của chú thì như chú Tuấn Tú nói, chú là một diễn viên xuất thân là tại Kiên Giang này luôn. Mà ai cũng vậy cả, ai cũng có bị chịu ảnh hưởng một cái giọng địa phương cả. Chưa có được cái giọng chuẩn, và thậm chí tới bây giờ thì chú vẫn đang trên cái con đường đó là cố gắng trau dồi và rèn luyện để cho cái giọng của mình nó dễ nghe hơn. Chứ ngày xưa cái giọng của chú nói nó rất là khó nghe, nó bị đặc giọng địa phương luôn. Chú kể cho các bạn nghe câu chuyện này nha. Ví dụ như các bạn tưởng tượng nha, các bạn đang đi trên một cái con đường á, và ở đằng kia có rất là nhiều người họ đang chạy ngược lại, và người ta nói cho bạn là đừng có đi tới, bởi vì phía trước nó có một cái hố rất là sâu. Thì nếu là các bạn thì các bạn có đi tiếp không, hay là quay đầu chạy về theo chung với những người kia? Sợ quá thì quay đầu trở về cho an toàn. Đó, có rất là nhiều ý kiến là sẽ chạy quay đầu trở về chung với mọi người, đúng không? Nhưng mà theo chú á nha, con người người ta cái quan trọng nhất đó là cái trải nghiệm. Bạn cứ việc đi tới, nếu mà đi tới nó sẽ có hai cái trường hợp xảy ra, đúng không? Nếu mà không có cái hố á thì các bạn đã đến được cái điểm mà bạn muốn đi, đúng không? Còn hoặc giả nếu mà có cái hố thật thì các bạn sẽ bị té. Ít nhất thì các bạn cũng biết được là cái hố đó nó sâu như thế nào. Khi mà các bạn đi lên là các bạn cũng biết được cái đó, đúng không? Ok, chú nói đây có nghĩa là gì? Chúng ta hãy cứ trải nghiệm. Giống như chú, cái giọng nói của chú là chú cũng đã từng nói những cái giọng rất là cao chót chót như thế này. Cao đó thì nói cái giọng nó rất là hào sảng, rất là dễ nghe, đúng không? Nhưng mà khi mà bạn nói cái giọng trầm, cái sự đồng cảm nó sâu sắc hơn, người ta cảm thấy là nó dễ chịu hơn. Và khi mà chú đã tìm ra rất là nhiều cách, và chú thấy là cái giọng trầm như thế này nó sẽ hợp với chú hơn, nó hợp với những gì mà có phần nhìn của chú. Cho nên đó là về bản thân của chú thôi, là chú đã tìm ra được cái giọng nói nó phù hợp với cái phong cách của mình. Thì các bạn cũng vậy, trên sân cỏ cũng vậy, các bạn sẽ tìm ra được là cái màu sắc nào là phù hợp với mình. Thì chú nghĩ những cái đó nó sẽ là cái mà giúp cho mọi người nhớ tới bạn nhiều hơn. Năng lực mình chưa hay nói tới, năng lực mình có thể tập luyện, nhưng mà phong cách là cái màu sắc riêng của mình. Chú hy vọng là sau ngày hôm nay thì chú tin chắc là chúng ta đã có những cái giây phút rất là vui với nhau, đúng không? Nếu mà có cơ hội trở lại thì chú sẽ cố gắng nhiều hơn để giúp cho đội chúng ta thắng. Ok. Cảm ơn. Cả những con người bị họ chơi khá là xấu, và người chơi xấu nhất bên đấy là bạn Sang. Con cảm thấy rất là quý chú Phát, là bởi vì chú rất là hòa đồng, vui vẻ và luôn luôn lăn xả để có thể mang về chiến thắng cho đội ạ. Trước khi chào tạm biệt các cầu thủ nhí của chúng ta, khách mời Liêm Bình Phát sẽ có một món quà nho nhỏ gửi tặng đến các bạn. Hy vọng các cầu thủ nhí sẽ thích món quà đặc biệt này của chú Phát. Anh chúng ta có quà. Chào chú. Chào. Yeah. Hồi sức chưa? Rồi ạ. Đây. Trước khi về, chú đã dùng một số thủ thuật tậu được cái giỏ này. Bây giờ làm gì? Xử thôi, đúng không? Từ từ, khoan, mình xét này đủ thành viên chưa, còn thiếu ai nữa không? Rồi đâu, sao chú nghe nó có bạn nào mà bị chấn thương mà không có chơi được sáng nay? Là bạn hả? Dạ. Đâu cho chú coi con chỗ nào đó. Mai luôn chú. Wow. Rồi. Rồi bây giờ còn đi được không? Đâu đi được, cái này là phải nghỉ ngơi chứ, đúng không? Dạ. Tiếc quá ha. Nhưng mà không sao, cố gắng. Mấy cái dòng này có thể mình không ghi hình cũng được ha. Nhưng mà cố gắng hồi phục sớm để mà kịp mình thi đấu ở vòng cuối, nó quan trọng. Cố gắng giữ sức nha. Dạ. Bây giờ Nhân đúng không? Dạ. Nhân là bạn, bây giờ ưu tiên Nhân chọn trước nha. Nhân thích ăn món nào trong này? Có món nào ăn được không? Cái này. Đó. Rồi ưu tiên cho hai hộp luôn. Còn lại hộp thứ ba luôn đi chú. Bây giờ còn lại các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau để ra đây ăn chung với nhau nha. Rồi xuống đây nha. Đấy. Rồi xử vô, xử. Rồi chú ngồi đây luôn. Dạ ăn không? Chú có cơ hội được đồng hành với các bạn trong một số ngắn ngủi như thế này thì chú thấy được cái sự nhiệt huyết của bạn rất là nhiều. Chú mong là các bạn giữ được cái nhiệt huyết này, giữ được cái lửa này và cái đam mê trên cái sân cỏ, để mình từ từ mình ươm mầm nó lớn lên, đam mê lớn hơn, và mình có những cái thành tích nó vĩ đại hơn nha. Chú mong là như vậy. Bây giờ các bạn ơi, mình lọc lớp mấy à? 4.
Lớp 4 còn bên kia lớp mấy? Ở đây có ai biết đá banh không? Ai biết đá banh đâu, giơ tay lên chú bác coi coi. Wow, quá trời người biết đá banh luôn ha. Thấy là thầy thể dục đứng bên kia là chắc là training cho thường ngày đúng không? Bây giờ là từ đây sắp tới là ở trường mình sẽ có hai khung thành này, là vào những cái giờ chơi các bạn có thể đến đây trau dồi các môn đá banh, đồng ý không? Wow, quá hay luôn. Rồi giờ Nghĩa đúng không? Con xuống chụp môn Nghĩa. Hay, quá dữ. Rồi bây giờ làm theo chú Phát nha. Kiểu đầu tiên, hai tay để im, mắt nhìn thẳng máy chụp hình. 3, 2, 1 bắt đầu. Phát cảm thấy ngày hôm nay rất là vui bởi vì mình được cùng với lại chương trình Cầu Thủ Nhí về trường tiểu học để mà gửi tặng cho các bạn hai cái khung thành để mà góp phần nâng cao cái tinh thần thể dục cho các bạn. Và mình thấy là các bạn rất là vui, với lại là khi mà trở về những cái môi trường như là trường học như thế này thì những người làm nghề như Phát cảm thấy có một cái điều gì đó nó lâng lâng. Một phần cũng là vì là mình được trở về với lại tuổi thơ của mình nữa. Nói chung là ngày hôm nay Phát cảm thấy rất là hạnh phúc.